Rồi, đi lên. Đi lên, đúng rồi.
của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Đồng hồ ba nhân hơn. Còn máy ba chuẩn bị đi rồi. Mà tại sao nó chạy nhanh quá. Và tự nhiên ngồi sát vô dưới. To Canto International, we're coming through the south side of the construction.